Mến chào các anh chị đã đến với kênh Em Đi Cuộc Sống Pháp nha. Chúc anh chị ngày mới vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và thành công trong cuộc sống nha. Hôm nay em sẽ nấu món spaghetti Ý của Ý nha. Nấu món spaghetti của Ý nè, mấy đứa nhỏ ai cũng thích hết á. Đứa nhỏ nào cũng thích hết á. Trong đây nó có bát spaghetti nè, có thịt bò nè, có nên xúc xích nè, có hũ sốt cà chua sốt cà chua với lại phô mai. Bên đây bắt vào nước lên nè, em bỏ bơ vô á, luộc cộng spaghetti cho nó khỏi bị chín lắm anh chị. Rồi bây giờ nước nó sôi rồi em sẽ bỏ cộng spaghetti vô nha. Bỏ cộng spaghetti vô, em mua loại cộng nhỏ, cộng spaghetti là cộng nhỏ, nó có loại nhiều loại lắm, có cộng lớn cộng nhỏ, muốn mua cộng nào mua. Em luộc có hai gói luôn, tại trời nóng rồi ăn cái ê cho nó mát. Ăn đồ nước đồ nóng trời, đêm hiện tại giờ đang ở ngoài trời 25 độ C. Mới có 19 giờ sáng mà 25 độ C rồi đó. Cắt củ hành để lật sốt nè. Em bắt đầu dẫn phi hành nha. Bỏ hành vô phi cho nó thơm. Còn hành hơi nhiều cả nhà. Tại ảnh thích ăn hành nhiều á. Cái này nó lỡ nó lựa ra hết luôn. Đó, cái nhỏ thì lại lựa ra hết, tại nó không có, mấy con em nó không ăn hành á. Phi cho nó thơm lên. Nó mới ngon. Đó, mình xào hành rồi nó chiều xuống nha, nó thơm luôn nè. Đó, nó mới ngon nha. Rồi mình bỏ thịt bò vô. Bỏ thịt bò vô mình xào. Thịt bò đây nó xay sẵn á, nó để trong cái hộp á. Chị mua về đỡ vô thôi à. Xào thịt bò cho nó thơm. Sáng thịt bò ra cho nó gần. Mì Ý đặc biệt. Rồi mình sẽ cho chút xíu muối vô thôi nha. Một muỗng cà phê muối, một muỗng cà phê đường thôi nha, không cần nhiều, không có cần nếp bột ngọt nha. Đồ tây là không có nếp bột ngọt nha, trong cả nhà. Đồ Ý rồi đồ của Ý của Pháp đâu là không có nếp bột ngọt, mình nêm bột ngọt vô ăn cái ngu nó kỳ lắm. Xong rồi nè, thịt nó sơ rồi mình đổ sốt cà tomat vô nha. Lần này mình mua loại này trong đây nó có thịt, nó có bán loại có thịt ở trong đây nữa, nhưng mà mình không mua loại có thịt, mình mua loại này, mình mua thịt và mình xay. Mình xào lên một loại luôn, nó nhỏ phái luôn. Chỉ là xong rồi cả nhà, quậy đều lên là xong rồi đó, chỉ vậy thôi. Nếm nếm lại cho vừa ăn không nha. Tại trong sốt nó có không có nêm nếm sẵn hết rồi, tại mình muốn nêm nếm thêm chút xíu, tại mình xào thịt đó, cái nước thịt nó ra nó lạc thôi. Bỏ chút xít vô, chút xít nó cắt sẵn rồi mình bỏ vô luôn. À. Cái này là chế thêm nha cả nhà. Cái này mình chế thêm cho tại con mình nó thích ăn á, mình chế cho thôi. Muốn nấu gì mình nấu à. Tại muốn đồ ăn mà mình chế vô, tự chế gia vị đồ vô nó ngon. Đó. Rồi xong, hoàn thành. Mấy anh chị coi nè, đó ngon không? Cho mấy anh chị coi nè. Có thịt bò, có củ hành, có cà tomat, có chút xíu đồ vô, mấy đứa nhỏ rất là thích. Thấy không? Đầy đủ luôn. Mềm rồi nè, đó. Đó, còn bát luộc đó mềm rồi cả nhà. Để cho coi nè. Ủa, nó trơn, đủ nó trơn á. Rồi, đổ ra đổ. Sốt đã hoàn thành rồi nha, bây giờ em sẽ múc ra dĩa ăn nè. Đó, múc chảy đều lên. Hoàn thành rồi, bây giờ múc ra dĩa. Có chút xít nè, đó, múc mình trải đều lên cho nó đẹp nha. Hết. Đủ thứ hết. Tomat. Rồi, mình sẽ rưới phô mai lên. Phô mai càng nhiều càng ngon nha. Đó, xong. Chỉ đơn giản thôi. Đây lên. Cái đây là ngò nó xay ra. Rồi em mời má chị em bay cái tí với em nha. Bây giờ em trộn đều lên. Trộn đều lên nó quá ngon.
mình phải trộn đều lên nó mới ngon nha. Ăn đây mình phải trộn lên, không trộn lên không ngon. Sốt nó thấm đều luôn. Rồi giờ mình trộn đều lên ăn thôi. Ngon quá. Đơn giản nha. Củ hành đồ nó giòn. Tại mình nãy mình xào của cá củ hành á. Đây là cá chốt chít nè. Tại nóng quá phô mai em đột, mình bỏ phô mai vô nó đóng sợi luôn, đóng cục luôn. Làm cái món này dễ, mấy đứa nhỏ thích lắm. Dễ ăn nữa. Thịt bò. Thịt bò cho nó xay thẳng ngon. Còn tươi rói. Cà tô mát ngon quá. Sốt cà tô mát này ngon rồi. Cộng nuôi á. Còn bánh này là nãy em luộc á, mình bỏ bơ vô á. Giờ nó rời lắm. Không cần rửa nước lạnh lại đâu nha. Mì spaghetti. Nhanh gọn lẹ. Đầy chút, đầy đủ chất dinh dưỡng. À, thấy có hành đậu nâu không? Không có hành nè, có bơ, có đồ dính đây nè. Vậy bơ và một loại mà chị nhân phô mai. Mấy anh chị có thời gian á, nấu món này cũng nhanh lắm. Nấu món này có chừng luộc bún, luộc đồ luôn, luộc bát, luộc đồ luôn, có chừng 15 phút, 20 phút à. Rồi xong rồi. Món đi nhanh gọn lẹ nè. Hôm nay cho ăn cái ngon ta, hay là do mình đói ta? Giờ tối đói quá. Ngon. Chắp hết dĩa rồi mấy chị ơi. Tuyệt vời của mèo. Chua chua có sốt tomat nè. Thơm mùi phô mai nè. Thơm mùi chút xích ung khói nè. Chút xích ung khói nha.
cho mua thịt bò nè, chắc ngọt của củ hành nè. Và hết dĩa nè. Xong nè. Ngon quá. Sạch dĩa luôn. Rồi, bữa ăn bánh cái tiên cũng đã xong rồi. Em chúc mấy anh chị ngày mới vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và thành công trong cuộc sống nha. Mấy anh chị thấy video em hay cho em xin một cái like, một chia sẻ và một bình luận để em có động lực em làm video tiếp theo nha. Không quên cho em một cái đăng ký nữa. Hẹn mấy anh chị video tiếp theo. Bye bye mấy anh chị.